Em chào bác ạ, lâu lắm rồi không lên hàng trắng sáng, mà đặc biệt là hàng trắng sáng cào vỏ như hôm nay. Thì hôm nay đang tiện là vừa làm hàng trả khách thì lên clip cho lấy cá mang luôn. Nếu bác ưng ý mẫu nào thì mình sẽ ủng hộ em mẫu đấy các bác nha. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi kênh của em này, xem clip này, bình luận và chia sẻ để nhiều bác biết đến cái thương hiệu da húc sen HD của em, để tới ủng hộ thì em rất là mừng. Thì sau đây em xin giới thiệu với các bác từng cái dòng dao mà hôm nay em lên cho tất cả các bác. Đầu tiên là dòng phát Mỹ các bác nhá. Phát Mỹ hôm nay em lên cho tất cả các bác thì em đang có hai dòng. Một dòng là dày vào 5 ly cứng như thế này. Một dày là dòng 5 ly cứng và một dòng là 3 ly. Đây đang cầm trên tay em là dòng phát Mỹ, cán là 13, lưỡi là 35. Độ dày sống lưng là 5 ly, dòng ống khoan dầu khí không han gì các bác nhá. Con này thì các bác chặt phát tốt, tổng trọng lượng rơi vào là 7 lạng, hơi nặng một tí tại vì là nó dày vào 5 ly. Mình chặt phát tốt cho em và lưu ý giúp em là hàng này khi mà các bác dùng ấy cùn mài lại sắc, bởi vì mình là được dập, được rèn, được tôi các bác nhá. Đấy là dòng 5 ly đang có giá là 460.000 một em. Còn đây ạ, bác nào thích cái dòng mỏng hơn, con này nếu mà các bác chặt này, mình chặt dừa, chặt nước, chặt gà, chặt vịt này, chặt cây củi to bằng cổ tay em này, dòng chặt phát nhẹ thì các bác tham khảo xong con này. Thì tổng trọng lượng con này hiện tại đang có là 4 lạng rưỡi. Thì là nó nhẹ nhàng thôi, cho các bác mình chặt dừa, chặt nước này, chặt bằng cổ tay em này thì là nó sẽ vừa vặn hơn. Thì con này đang có giá là 420.000 một em, dòng 3 ly các bác nhá. Đấy là mã số 2. Đến mã số 3, số 4 thì em lên cho tất cả các bác là những cái dòng dao lưỡi mũi tù hơi cục một chút. Con này nó hơi thiên hướng về curry nhưng mà nó lại không cong như curry. Nó dạng như là cái con dao gì của Mỹ ấy các bạn ạ. Tự dưng mẹ em không nhớ ra tên nhưng nó sẽ là đi theo một cái mẫu dao của con dao ở Mỹ. Cán thì em lại áp dụng theo cái kiểu cán 3 tầng của bên em. Cán này thì phải nói là khỏe và đẹp cực kỳ các bác nhá. Vất vót tay tự nhiên như thế này để các bác mình cầm, mình có cái độ cầm, độ gờ của nó ấy, nên mình cầm rất là khỏe. Hàng này hàng cả vỏ cho em nhá, hàng cả vỏ em vào vỏ cho tất cả bác. Con này được cái lưỡi nó rất là lạ các bác nhá. Con này lưỡi lạ này, cả vỏ đang có giá là 880.000 một em các bác nhá. Như các bác nhìn đây ạ, lưỡi là dày vào 5 ly, hơi cong và khu một tí, mũi là mũi tù. Con này là em đang làm theo một trong một cái mẫu gì đấy của dao Mỹ nhưng mà em không chưa nhớ cái tên của nó. Em chưa nhớ cái tên của nó, mũi nó hơi cục cục xuống như thế này và hơi tù tù xuống. Thì các bác nào mà thích cái dòng cục cục tù tù mà không quá là nhọn thì các bác có thể tham khảo sang con này cho em. Đang có giá là 880.000 một em cả vỏ. Còn con này là dạng curry các bác nhá. Dạng này dạng curry, curry này thì cong hẳn rồi. Con này là curry cong hẳn xuống rồi. Dày là cũng vào 5 ly. Dòng ống khoan dầu khí không han gì. Đây ạ, dòng ống khoan dầu khí không han gì. Curry ống khoan dầu khí không han gì. Vỏ là vỏ gỗ mun. Mun này thì gọi lai cẩm xanh nên là nó sẽ có cái vệt xanh xanh nhá bác nhá. Mun lai cẩm xanh nó có vệt xanh xanh. Con này mà các bác mình để trưng chơi cho phong thủy hay mình mang đi theo đi chặt đều rất là tốt. Thì hàng này thì đang đồng giá là 880.000 một con các bác nhá. Đến mã số 6 thì bác nào thích hàng nhọn thì mình tham khảo sang mã số 6 cho em. Hàng nhọn thì các bác cứ tham khảo sang mã số 6 nhá. Con này thì đây ạ, mời các bác cùng xem ạ. Con này thì lưỡi là 30, bản thông dơ và là bản 4. Độ dày sống lưng là 5 ly. Con này có một cái rãnh kẻ trên thân dao tạo điểm nhấn cho con hàng này. Vỏ là vỏ cẩm thanh thị xanh này. Đây các bác thấy không? Con này mà ra ánh sáng em nói rất là nhiều lần rồi, không biết các bác nhìn có rõ không. Nhưng mà một khi mà con cẩm thị xanh mà ra ánh sáng nhá, ánh nắng nhá, nó rất là xanh như thế này cho em, nó sẽ rất là xanh như thế này cho em nhá. Đấy, đấy gọi là dòng cẩm thị xanh, thì một khi mà ra ánh sáng xanh là nó cực kỳ xanh. Con này đang có giá là 900 một con các bác nhá. Hàng cả vỏ đang có giá là 900.000 một con ạ, dòng cẩm thị xanh ạ, rất là xanh và đẹp luôn. Con này bác nào không ưng ý nữa là hết ý đấy ạ. Con này là cực kỳ xanh và đẹp như thế này nhá. Đang có giá là 900.000 con này ạ. Đấy là mã số 6. Đến mã số 7 thì giới thiệu với các bác là một bộ dao 3 món. Đầu tiên là chặt gà vịt này. Đầu tiên là chặt gà vịt các bác nhá. Đầu tiên là chặt gà vịt này. Thứ hai là một con thái này. Thứ hai là chuyên thái này. Thứ ba là chuyên gọt này. Con này là bộ 3 con thì hiện tại em đang bán giá tất cả bác là 750.000 một bộ 3 con cán mun. Hai con này sẽ là cán ốp và con này sẽ là chặt gà. Đấy là giá em bán theo bộ các bác nhá. Đấy là giá em bán theo bộ là 750.000 một bộ 3 con như thế này. Còn nếu mà bán lẻ thì con riêng con chặt gà này đang có giá là 350.000 rồi các bác nhá. Riêng con chặt gà đang có giá là 350 và thái lọc gọt này em đang có giá là 330.000 một em. Bác nào lấy cả bộ thì giá nó sẽ rẻ hơn, 750.000 một bộ. Hàng khen tay thủ công hoàn toàn. Nên là em nhấn mạnh là hàng khen tay thủ công.
Nên khi mà các bác dùng cùn mài lại sắc, cùn mài lại sắc các bác nhé. Cái đây là cái ưu điểm mà tại sao em phải mất công mất sức để làm một con hàng ống khoan dầu không han gì như thế này. Làm mài lại sắc, mài lại sắc. Đấy, thì gọi là hàng thủ công. Các bác nào ưng ý mẫu nào thì mình liên hệ Zalo của em để ủng hộ em. Zalo của em vẫn là số là 0347 753 780 các bác nhé. Hàng hôm nay thì con nào cũng đều trắng sáng đẹp để các bác lựa chọn cả, con nào rất là hài lòng. Và đặc biệt là em đang có mã số 3 đây, một trong những cái dòng lưỡi mới em vừa ra mắt lần đầu tiên, một trong những cái dòng lưỡi của Mỹ. Thì con này cũng rất là hay các bác nhá. Thì các bác mình cứ tham khảo xem. Đấy, Zalo của em vẫn là số cũ, thì các bác cứ xem kênh, cho em xin một cái nút like, một cái nút chia sẻ để nhiều bác biết hơn đến cái dòng dao phút sen trên cao bằng các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau ạ. Lưu ý giúp em là bộ dao 3 món như thế này là sử dụng trong gia đình là vừa vặn các bác nhá. Xin chào tất cả các bác.